Hôm nay Anna sẽ đi thăm dãy nha. Rồi đây là cây gì đây? Cái Đây gì là cây đây? điều nè. Đó, cây điều đó. Đây là cây gì? Cây cà phê nè. Con biết cây cà phê không? Anna. Cây cà phê đâu? Cây cà phê đâu? Đâu? Đây, cây cà phê đúng rồi. Cây cà phê nó có hoa màu trắng nhé, nhớ chưa? Còn cây... nó bị đốt rồi. Ôi. Em thổi em thôi à. Đâu. Nó mới nở hoa xong á. Thấy chưa? Còn đây là cái quả điều này, nhìn nè. Đó. Quả điều đó. Cái thưởng này. Đây là cây gì đây Anna? Cây gì đây? Cây tiên đó hả? Hả? Cây tiêu nè, nhớ chưa? Đây này, quả tiêu nè. Đó, quả tiêu đó, thấy không? Con chảy một chùm quả tiêu đi xem nào. Quả tiêu này cay lắm á. Anh có cay không? Hả? Anh có cay không? Cay á. Đấy, quả tiêu đấy, thấy không? Quả tiêu này bóc ra rồi thì tí nên nấu nấu đồ ăn cho vào ha. Cho vào gia vị ngon lắm ạ. Ở đây vào dùng quay à? Mẹ có làm con đi đâu? Chạy đi đâu đấy? Đánh dấu hả? Không sợ lạc đường á hả? Hả? Trời, đánh dấu một hạt tiêu nữa, con sang quá đấy. À, đi vào rừng nên là phải đánh dấu ha. Con học ai mà con biết vậy? Hả? Trời ơi, đánh dấu à? Tí con gà nó mổ hết thì sao? À, tiêu mổ cay hả? Đúng rồi ha. Nó chỉ mổ thóc với gạo thôi ha. Thôi được rồi, hái ít thôi. Bạn Anna vừa bạn đi vừa đi vừa đánh dấu luôn này, không sợ lạc đường á, thấy không? Bạn thông minh không? Đấy, bạn đi vào rừng là bạn phải đánh dấu á. Bạn lấy tiêu bạn đánh dấu luôn á, bạn nó sang lắm á. Mà nên bà lấy thóc gạo đánh dấu sợ gà nó mổ á. Bà lấy tiêu cay á để gà nó không mổ được, không bị mất dấu. Tí về còn được. Đá thấy chưa? Đá nó cùng màu phải không? Quả tiêu nó còn xanh này. Không.
Rồi đánh dấu xong chưa? Lâu thế. Cái chuyện này đánh dấu này bố học ở đâu rồi nè? Con nghe đọc ở đâu rồi nhỉ? Có đọc ở đâu không? Có. Đi. Không đi à? Đấy, cứ đánh dấu đi. Đâu hạt tiêu đâu, bố đi về bố nhìn thấy nè, những hạt tiêu nhỏ nhỏ đã biến mất rồi, chúng ta cứ đi thẳng theo đường này về. Đâu à, hạt tiêu đây này, đó đâu một hạt nữa đây, một hạt nữa này. Đấy, hai hạt này đây, đây. Ở trên đây này đấy. Rồi tí chúng ta cứ theo cái hạt tiêu này về nhé.